hơn cuộc sống hai chị em. Thì các bạn ơi, sáng hôm nay thì ba mẹ con mình cùng với cộng đoàn giáo xứ Nam Bình để đi hành hương ở Đức Mẹ đền Thánh Bà Dâu nha các bạn, ở dưới Vũng Tàu của thành phố Vũng Tàu của chúng mình đấy các bạn ơi. Nay cha xứ ở giáo xứ Nam Bình của chị em mình á có thuê xe để chở các cùng cộng đoàn của giáo xứ Nam Bình mình để đi đến đền Thánh Đức Mẹ Bà Dâu tham dự một thánh lễ đó các bạn. Thì chúng mình sẽ đi xe chung cùng với cộng đoàn nha các bạn nhé. Bạn nhìn phía xa xa là cha xứ ở giáo xứ Nam Bình mình cùng với cộng đoàn luôn đấy các bạn. Bây giờ xe đã tới rồi, chị em mình chuẩn bị nhanh chân lên xe nha các bạn nhé. Các bạn hãy theo chân chị em mình nha các bạn nhé. Mình đã đến nơi Đức Mẹ Bà Dâu để tham dự thánh lễ rồi nha các bạn. Trời ơi, phượng đẹp lắm các bạn ơi, phượng nở đỏ ao đẹp lắm. Phía trên là Đức Mẹ Hồng Chúa Giêsu. Khi ấy, Đức Giêsu đã nói với đám đông,
thì mẹ mẹ và anh em người đứng bên ngoài tìm cách nói với người. Có kẻ thương người này, mẹ và anh em ngài đang đứng bên ngoài tìm cách nói với ngài. Người trả lời người ấy: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Và người đưa tay chỉ các môn đệ mà nói: này là anh em tôi, này là mẹ tôi và anh em tôi. Vì thế ai thấy hằng tiếng cha tôi là đấng ngự trên trời thì người ấy là anh chị em và là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiên liệt. Này Chúa, chúng con vừa tham dự nghe trên Cứu Đồ trong ngày kinh nghe mẹ của con, xin cho chúng con được cảm thấy ơn xin và vui mừng ơn phúc Cứu Đồ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ được đi cô Chúa chúng con. Chúa mạnh chi em chúc cùng dân Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời ơn thủ cơ chúng ta ở nơi dân Chúa là đấng cao hàng trời đất. Xin Chúa nhân từ đã cho Đức Thánh Nữ Maria làm mẹ đấng cứu thế, xin người đổi phương bao trọn đầy phúc lành cho anh chị em. Amen. Nhờ Đức Maria chúng ta đã đón nhận được ban sinh sống, xin cho anh chị em luôn được mẹ nhân từ hồn. Amen. Hôm nay anh chị em đã xuất sắc tôn vinh Đức Maria, xin cho anh chị em được phương niềm vui riêng và thần thương vinh phúc trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con, là Thần Thượng ban phúc lành cho anh chị em. Trên kênh Cuộc Sống Hai chị em thì các bạn ơi, chị ba mẹ con chị em mình cùng với cộng đoàn giáo xứ Nam Bình đã tham dự xong thánh lễ mừng kính Đức Maria tại đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu của giáo hạt Vũng Tàu rồi nha các bạn. Trong niềm hân hoan vui sướng thì bây giờ đoàn của giáo xứ Nam Bình của mình sẽ tiến về Nam Bình các bạn ơi. Chị em mình một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay của chị em mình các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Bye bye! Đến được sao không? Đến được sao không?
chỗ đâu.